chầm chầm ấm ấm em cũng khoái lắm. Đồng ý nhé, thì gật đầu, gật đầu, gật đầu, hạnh phúc để anh lo. À, kính thưa quý vị, à, và bây giờ để không mất thời gian quý vị, à, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to, thật kêu để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em, hai vợ chồng rất trẻ. Hai em lấy nhau lâu chưa? Dạ mới được có hơn một năm thôi anh. Hơn một năm thôi à? Dạ, dạ một năm, năm. Có em bé chưa? Dạ có dạ, rồi à. À, em bé được mấy tuổi rồi? Dạ được 8 tháng rồi. Rồi bây giờ giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Chí Thanh, đang làm nhân viên văn phòng. Năm nay em mới 24 tuổi. Dạ. Còn em? Dạ em tên là Trần Lê Trúc Phương. Em 24 tuổi, em đang là nội trợ. Hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Em được dì giới thiệu. Nhưng mà lúc đó thì em không biết là dì giới thiệu. Dì của em chỉ kêu là tới nhà của cái người này để mà lấy đồ về may. Tại vì em làm may đồ. Thế xong rồi cái em cũng chở dì qua. Vô nhà thì má chồng em giờ á, thì mấy chỉ cái hình gia đình. Thì em để ý ngay cái hình có cái anh này nhìn thư sinh lắm. Em để ý từ hình rồi, coi như dạ, là gặp cái hình là để lý do đi. Gì mà là mẹ của em lại là chắc là gì có nói à. Tính trước lại... rồi đúng không? Dạ. Tại mai mối mà. Thì mẹ cũng cho số điện thoại. Nhưng mà cũng gọi đó là chuyện tình cảm của con để con lo. Nhưng mà cứ ngày nào mẹ cũng nhắc hoài cái chuyện này. Ok, chiều lòng mẹ thì lấy số điện thoại gọi, nhắn tin. Mà gọi không nhắc máy. Thì cũng nhắn tin thử. Mà anh tin không trả lời luôn. Thì mới xuống trách mẹ là sao kỳ, mẹ cho con số gì mà chẳng nhắc máy mà nhắn tin cũng chẳng trả lời. Rồi hồ suy coi danh bài thì mẹ đưa nhầm số rồi. Anh nào á. Rồi xong ba mới gọi lại cho vợ là nói là con có phải là Trúc Phương không, gọi điện thoại lại. Sau khi mà ba gọi á thì mới nhắn tin. Rồi hai đứa nói chuyện thấy hợp xong rồi hẹn. Nhưng mà hỏi cảm xúc của em á, lần đầu tiên em gặp vợ em bị gọi là tiếng sét ái tình không? Chắc chắn là phải không? Dạ. Lúc đầu lại. chưa có thì thấy một cái vóc dáng lùn thôi. Rồi, có lâu thì yêu nhau. Ngay cái ngày đầu tiên đi gặp luôn á là em bị tiếng sét ái tình. Dạ. Em đã sét từ cái lúc mà gặp ở trong hình rồi đúng không? Cái lúc mà em coi trong hình xong rồi. Đúng không? Dạ nghe giọng nói qua điện thoại nữa. Thấy chầm chầm ấm ấm em cũng khoái lắm. Xong rồi gặp nhau ở ngoài thấy trời ơi cào ráo đẹp trai trời ơi rồi bạch mã hoàng tử rồi. Đúng bạch mã hoàng tử. Dạ trời ơi lúc đó cứ như là mới yêu lần đầu vậy. Trời ơi đúng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Xong em thì lại ấn tượng quá đẹp với anh này, mà anh này thì có ấn tượng nghe mình một chữ thôi là chữ lùn. Thì cũng quen nhau thì ngày nào cũng nhắn tin rồi nói chuyện. Thì có một hôm thì hay em đọc báo, em thấy báo mà người ta viết về tình cảm á. Nó hay thì em đọc cái câu gì mà đồng ý nhé thì gật đầu hạnh phúc để anh lo gì đó cho em gửi cho chị này. Thấy em thấy cầu hôn vậy được không? Hay ngờ chị này chỉ là cái đồng ý. Mà em chỉ như là thấy trên mạng có cho coi thôi. Câu nó thấy có. Ai ngờ chị này gật đầu thiệt. Tại vì á hỏi anh cầu hôn vậy được không? Em mới nói với ảnh là cái này em không biết đâu, anh hỏi ba mẹ của anh trước đi rồi có gì qua gặp ba mẹ của em. Thì coi như là em bị hố cái đó rồi. Trời ơi. Ai về dính thiệt. Coi như là ngu cái đó, mình gặp ngu rồi thì mình. Bây giờ nói thiệt đi, bây giờ trên này nè bốn mặt một lời với khán giả nè, giờ khai thiệt đi, có hối hận không? Lúc đầu thì hơi nhưng mà bây giờ hết rồi. Hơi dám mà bây giờ mình dám. Rồi thì hai em quen nhau bao lâu thì cưới nha? Khoảng gần nửa năm thì cưới. Thôi vậy hãy kể cho nghe những câu chuyện về vỡ mộng ở đối phương mình. Là lúc trước khi cưới thì em cũng nói vấn đề tài chính của em là anh mới đi làm à, lương thì nó không được cao cho lắm. Nói chung là thì lúc đó thì cũng đồng ý, nói là không sao hết, thì mình lấy nhau về thì mình coi như là mình tự lo cho nhau. Nhưng mà sau khi cưới là coi như là cái chuyện nó khác hoàn toàn luôn. Là cái tiền bạc là em bị than hàng ngày luôn. Cái chuyện tiền bạc không phải em chị, tại vì á là cưới về cái bị cấn bầu liền, cái xong rồi có bầu nên tất nhiên là cái tâm lý của mình bắt đầu mình suy nghĩ xa tí. Chồng làm lương thấp quá sao mà đủ lo cho cả gia đình, bởi vậy em cứ than hoài làm thì... sao bây giờ làm sao mà cho đủ sau này nuôi con. Giờ vấn đề là bây giờ nhiều người ta phải ở nhà trọ, người ta cũng làm công nhân thì lương ta cũng đủ nuôi sống con, người ta cho con đi học này nọ. Thì vấn đề là em thấy bình thường, có như là đi làm thì mình kiếm tiền đó mà mình đâu có tốn tiền nhà trọ này nọ đâu, ba mẹ nuôi giúp phụ ba mẹ xíu tiền điện hay là này nọ thôi. Lúc đó là chồng đi làm về đưa tiền cho em giữ hay là tiền của ai người đó tự giữ? Dạ không, chồng đưa. Vậy mà vẫn than.
Khổ là gì ơi, phải gì, phụ nữ mà. Phụ nữ là một cái túi tiền mà không đáy. Lúc nào cũng than hết. Tại vì nó có nhiều cái thứ để lo. Gì mà con vậy, như con người ta đòi là được đó. Ý là nó là lớn, con này sau này nó lớn lên, nó đòi này mình phải mua cho nó chứ. Ví như là cái ý định giống như là muốn sống như là cái loại đại gia vậy á. Hương giả đó, hương giả. Rồi, tụi em có thường xuyên cãi vã nhau về vấn đề đó không? Hỏi là mốt lúc mà như vậy là đêm nào cũng cãi nhau. Và bây giờ còn cãi không? Bây giờ cho em cãi em nói đâu. Có mình em đi làm ở nhà. Bây giờ thì cái công việc của em nó có đủ để trang trải cái cuộc sống chưa? Đã đủ rồi chị. Chị tạm mà chị không có dư. Nhưng mà chị đi đủ. Vẫn còn than. Tôi hiểu mà, tôi hiểu. Thấy còn tầng 6 gì nữa không? Ok nghe. Là cũng như là hay than phiền. Em thấy anh than nhiều hơn em. Rồi bây giờ cái chuyện đó. Thôi nãy giờ anh than không đó. Rồi còn gì nữa không? Kể cái vụ mà con cái thì nó ngủ á. Con tối thì nó hay khóc và phải hay ru nó ngủ. Nhưng mà nhiều lúc nó ru nó không ngủ được thì em ru. Nhưng mà nhiều lúc em ru không được luôn thì em gọi vợ lên giúp đỡ. Nhưng để con nó khóc dữ quá. Tại vì nó khóc ghê lắm, nó gào lên luôn á. Thì kêu vợ lên giúp. Nằm yên à. Nằm như không quan tâm gì đó. Mệt quá. Không phải, tại vì á, lúc đó là con mới có 2 tháng à, là em vẫn còn ở trong cử. Dạ. Mà lúc đó ra riêng rồi. Dạ, nhưng mà chuyện xung quanh, chuyện nhà cửa em cũng cố gắng dọn dẹp nữa, rồi chăm nó nữa, nên tới tối rất là mệt. Nên hả, trời ơi, mà nó khóc bất lực luôn, em cũng biết phải làm sao nữa. Nằm á thì cái anh này anh kêu em phải là mẹ nó hay không vậy. Trời, lúc đó em nghe xong rồi khóc quá trời luôn, tại vì nó khóc dữ quá, thấy tội nghiệp lắm. Thì gọi lên mà cứ nằm yên, không quan tâm gì hết á. Thì em mới tức, kiểu như bực tức đó là nói ra thôi, là em có phải mẹ nó không thì phải quan tâm với nó gì này nọ chứ. Lúc đó mới kiểu như đúng tự ái, đứng lên giật con lại, kiểu làm cho con nó nín rồi vô nó ngủ. Mà như vậy là cái chuyện nó xảy ra cậu cả trong 3 tháng đầu hả? Dạ, không, dạ đề là 3 tháng. Dạ, 3 tháng mấy thì hả, ngoan hả? Hơn. Dạ, giờ anh hỏi nè, vợ em á đã nói là bị phiến xét ái tình ngay là bởi cái nhan sắc của em. Dạ. Hay bây giờ về nhà suốt ngày trong nhà em đi làm như vậy thì cô này cũng có ghen? Ghen cực luôn. Cũng như công ty thường hay có tiệc này nọ thì em có chụp hình với bạn nữ, gọi là chị yêu mình công ty á, đàn chị không mà. Thì chụp hình về thì thấy trên Facebook thì cũng đó, sao công ty đầy người không chụp, đi chụp cái nhỏ này. Em công ty đi làm thì ai chụp thì người ta thích này mình chụp vậy thôi. Mà chụp bên dạy lắm, mỗi người đứng bên vậy thôi à, chụp vậy thôi. Có ôm gì đâu mà cũng phải ghen lên ghen xuống là mình không được chụp. Riết giờ em không chụp hình với ai luôn. Khổ chưa? Chứ vậy anh fan ba đi. Không thì thôi xóa Facebook luôn đi. Rồi cái ở xóm nữa thì có hồi xưa có quen con nhỏ gần nhà, thì giờ cũng không quen nữa, thì đi ngang nó cũng chọc. Anh kìa, bộ anh hồi xưa kìa. Tại anh dở, anh kể cho em biết. Ai kể anh kể gì? Trả tiền. Ấy là mỗi lần đi ngang em nói nhìn vô đi, kiếm bạn gái cũ kìa. Em kể. Không có chuyện đó mà chọc em hoài, là có như để em điên lên, em la lên, có như là bực mình lên á. Thì lúc đó ba mẹ thấy, ba mẹ nói làm gì la nó hoài vậy? Mày thấy em không có la đâu, em bực quá, cứ bị ghẹo hoài cái vụ bạn gái gì này nọ. Bạn gái cũ đó giờ lấy chồng chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Chưa bởi vì nó chỉ đúng rồi. Thế rồi còn em vỡ mộng về nhưng mà mỗi lần ghen vậy á là xung đột có dữ dội không? Dạ không, thật ra là chọc ghẹo thôi. Em chỉ ghẹo anh này không? coi là anh này có vậy có gì hay không thử chứ em biết không? Anh này anh hiền mà chọc người ta mà gây là mà ai ngờ anh dữ quá trời. Hả? Thì giờ anh em đừng dữ nữa đi, không có gì đâu, anh đâu có gì đâu. Mình im lặng quá, nói mình đúng rồi thì mất. Thế rồi còn em vỡ mộng về điều gì ở này? Anh hơi ghen lắm, trời ơi, anh chơi đến độ mà ví dụ như em nói chuyện gì xung quanh là anh không nghe luôn. Rồi xong cái em giận. Như em đi làm từ 6 giờ sáng á đến 7 giờ tối mới về. Thì có khi là đi học thêm nữa thì coi như là 9 giờ mới về ở nhà, 10 giờ. Thì lúc ấy là cho con ngủ nữa, thì cho nó ngủ xong á thì coi như là đến có khi 10 rưỡi 11 giờ em mới ngồi một cái máy em chơi thôi. Thì lúc đó coi như đó là anh đi làm anh ngồi về anh chơi hoài à. Em về em ngồi chơi đúng có tiếng hồi em nghỉ, không cho em chơi. Ông cũng hay ghê, con tiếng đâu chơi. Dạ, nhưng mà anh tranh thủ có một tiếng đó, ông dành ông chơi cái khác hay hơn. Chơi game. Chơi với vợ, rồi có tivi rồi với vợ. Còn gì nữa không? Tính ảnh á còn kiểu con nít lắm. Anh không có để ý thử coi là cái chuyện gì cần giúp vợ. Anh cứ nhìn mọi thứ rất là đơn giản. Là em vỡ mộng về hai chuyện đó hả? Bình. Thì thực ra là nít thiệt mà. 24 tuổi mà lấy vợ được là 1 năm rưỡi, đúng không? Thì coi như là lấy vợ vào lúc 22 tuổi rưỡi.
hai tuổi rưỡi là vừa mới coi như tốt nghiệp đại học xong, đã vậy còn là ở riêng nhau nữa đúng không? Yeah. Bây giờ đã tách ra, con một tháng là đã tách ra rồi. Dạ đúng rồi. Tại đây vợ đòi tách, tại vì lúc đầu em cũng nói khuyên là ở nhà có ba mẹ lo cho mình hết rồi, đang riêng chi có ai lo. Thì đó, vì đó mà xung đột cái chuyện mà con khóc hoài chẳng ai lo được. Không, nhưng mà bây giờ là cháu đã được 8 tháng rồi đúng không? Dạ. Hai bạn này á, còn trẻ như vậy á, mà tách riêng ra vào lúc con một tháng mà cháu lại còn bị dạ đề, khóc dạ đề rồi đó. Dạ. Mà các bạn vượt qua về là các bạn quá hay rồi đó. Có những cặp mà người ta không chịu nổi áp lực đó là không chừng là bây giờ là gọi là cãi nhau rồi đòi ly dị chứ không có giỡn. Cái đâu có gặp, cũng đòi ly dị rồi. Bực mình đó, quá. Em bực quá tại vì anh nói em vậy. Nói sao? Nói là em không quan tâm gì tới con phải không? Dạ. Có là mẹ của con em không phải không? Dạ, trời em nói hả? Nếu mà không phải là mẹ thì hy sinh biết bao nhiêu thứ vậy mà kêu không phải là mẹ. Ừ. Xong rồi em nói thôi, vậy thôi anh đưa con cho anh nuôi đó. Nhưng mà sau điều gì khiến tụi em hàn gắn lại mà không quyết định ly dị? Dạ cũng vì thương con. Em dạ. Là người thôi cái ý nghĩ đó hay là chồng em thuyết phục rồi em mới thôi? Tự động em nghĩ không? Chứ không có dám làm vậy đâu. Thực sự đối với trường hợp của hai bạn, cái thời gian khó nhất các bạn đã vượt qua được rồi đó. Tại vì tưởng tượng một đứa nhỏ mà nó khóc ngày khóc đêm kiểu đó là cực lắm, chịu không nổi đâu. Mà hai bạn còn quá trẻ để mà có thể vượt qua được những cái áp lực từ tiền bạc cho tới công việc nhà rồi quán xuyến một cái gia đình nhỏ. Thực ra xét cho cùng thì vợ cũng quá cực, ở nhà vậy chứ cực lắm đó, chứ không những cái việc không tên đó em. Nhưng mà ngược lại thì chồng đi làm cũng mệt lắm, đi từ 6 giờ tới 9, 10 giờ mới về, là công việc nó không phải nhẹ nhàng gì đâu. Đó, nhưng mà ngày hôm nay các bạn ngồi đây á, là khi mà mọi chuyện nó đã qua rồi. Nãy giờ là mình phục hiện, mình kể lại thôi, đúng dạ, không? Dạ. Đúng rồi. Còn bây giờ mọi chuyện nó đã suôn sẻ hơn, nó nhẹ nhàng hơn rồi mới dạ. Cười nó rỗn rãng được như vậy ha. Thì là mong rằng vì cái đứa con thì các bạn sẽ phân chia cái thời gian nó hợp lý hơn một chút xíu nữa. Về phần em sắp xếp công việc nhà cho nó khoa học hơn một chút xíu nữa, để mình có cái thời gian mình còn giữ sức khỏe cho bản thân nữa. Yeah. Đó, rồi phải đẹp hơn trong mắt chồng. Ừ. Đó, để mà chồng bỏ game đi mê vợ hơn là mê game. Được chưa? Yeah. Okay. Rồi, cảm ơn hai em. Dạ, yeah, cảm ơn.